Như cánh rừng hoang sơ dợp bóng bởi hàng trăm cây pơ mu ngàn năm tuổi, những thác nước hùng vĩ quanh năm tuôn trào, những bản làng người Dao, người Mông, người Tày vẹn nguyên bản sắc. Đó là những tiềm năng to lớn để có thể phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bản. Đây là rừng pơ mu ngàn năm tuổi, được phân bố trên diện tích khoảng 300 ha, độ cao từ 1.000 đến gần 1.800 m, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt địa bàn xã Nậm Xé. Còn đây là tuyến leo núi ngắm thác 3 tầng Nậm Tây Nội, nằm ở độ cao trên 1.000 m tại tiểu khu 518, xã Nậm Xé và khoảnh 1 tiểu khu 526, xã Nậm Tây. Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên là vẻ đẹp bí ẩn độc đáo của người dân sống trong các bản làng vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên. Nậm Xé là một xã có rất nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, đặc biệt là những cái cánh đồng ruộng bậc thang, những cái cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như diện tích rừng đặc dụng thiên tự nhiên và những cái thác 3 tầng. Xã cũng có nhiều cái điểm view đẹp tự nhiên thì cũng thu hút được, để cũng có thể thu hút được các du khách về tham quan trên địa bàn. Và trên địa bàn thì cũng có các cái điểm nuôi cá nước lạnh. Đây cũng là một cái khu vực để phục vụ cho cái phát triển du lịch ẩm thực. Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn có tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 25.000 ha, nằm trên địa bàn hai xã Nậm Xé, Nậm Tây và một phần diện tích xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Theo thống kê, trong khu bảo tồn thiên nhiên có 486 loài động vật, trong đó có những loài nằm trong sách đỏ như vượn đen, khỉ mặt đỏ, cầy vằn, báo gấm, báo lửa, gấu ngựa, khỉ mốc, nhím đuôi ngắn. Về thực vật, có tới 2.500 loài, trong đó có 8 loài lần đầu tiên phát hiện thấy ở Việt Nam. Có 6 loài rất mới mà khoa học cần nghiên cứu. Thì đây cũng là một cái địa điểm để các cái nhà khoa học cũng như là các cái đối tác nước ngoài quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt cũng là sẽ là nơi tra cứu thông tin của các học sinh, sinh viên, những cái tổ chức cá nhân quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Là nơi phân bố lượng động thực vật đa dạng bậc nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn còn là địa bàn có tiềm năng khai thác các tour du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.